Nè, thằng dễ, ba hỏi con này nha. Con trả lời cho ba nghe nha. Người ta thường nói câu như vậy nè. Ăn thì trong nồi, ngồi thì trong hướng. Vậy còn hạt dẻ thì ăn trong nào ta? Đâu, con ăn trong nào đâu? Đâu, rồi đẩy cái chén qua đây chi? Con ăn trong nào? À, ăn trong cái chén này đúng không? Giỏi quá. Rồi ăn thì trong chén. Ăn trong chén này mới chịu đúng không? Rồi ăn thì trong chén, còn ngồi thì ngồi trong nào? Ngồi trong nào đâu? Ngồi trong đâu? À, ngồi trong lều đúng không? Ok, giỏi quá. Vậy là người ta ăn trong nồi, ngồi trong hướng, còn hạt dẻ là ăn trong chén, ngồi trong lều đúng không con? Đúng không? Giỏi, xuất sắc luôn.